Ở đây này, cái cây đằng sau này là cây cây mà chị em đều thích đây này. Cây đẹp hơn. Chụp đi, chụp đi. Mày có định vị cho người ta đâu mà. Mày tao đã cho số mà mày tiếp đi. Mà thực ra phát như thế này nha, một ngày á mình phát bao nhiêu người tiếp cận. Bây giờ tiếp một ông xong rồi. Chế đắt rẻ mệt. Cây cây sau mới là cây đẹp. Sau nó to. Nhưng mà cây này cũng đẹp. Đấy. Anh ơi. 15 triệu một đôi. 15 triệu một đôi này. Một cây có. Ừ, cây là 7 triệu rưỡi. Đây 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 đây. To. Mà hàng này to rẻ đẹp. Đẹp không? Rẻ rẻ hơn cả bữa, à rẻ rẻ hơn cả cuốn. Nhiều lắm ấy chứ. Ở trong trong kia ấy toàn mắng anh em 89 mình à, cướp báo rẻ quá anh em khó làm. Nó khó mà, trong cuộc sống nó rất là khó, làm sao mà vừa lòng được mẹ. Bán hàng cũng vậy mà chạy xe cũng vậy. Giá cước thấp hơn thì bà con toàn chửi thôi. Giá giá mấy các thứ. Còn bán đắt thì người ta chửi là hợp lý. Nhưng mà nói chung nó cũng khó lắm. Tại vì là bán được giá là tại vì là đẩy sản phẩm nó đi xa ấy. Cái nơi mà nói chung là mình phục vụ được thì cuộc sống nó cũng đơn giản như này này. Ví dụ như cái nơi người ta mua một cái cây như này chục triệu thì mình bán được cái giá cho tay người ta là 4 triệu thì người ta tiết kiệm được 6 triệu thì người ta cảm ơn. Đấy. Còn nói chung là tại sao mà bán được như thế thì nó còn nhiều cái nó tố chất rồi sự cố gắng, kiên trì. Chứ nếu mà ở đây thì nói thẳng ra nếu mà ở đây ấy bà con mà ai cũng có quất, ai cũng có quýt ấy. Bán cho người ta 2 triệu là người ta bảo là cũng đắt. Mới thế nọ thế kia ấy. Nó còn tùy theo cái thời điểm các bạn mua nữa nha. Đấy, như là chỗ ấy cho khách là 30 cây này. 30 cây thì nó hầu như là chọn hết. Đây này, cây này hôm mới đẹp. Cây này cho lên chậu là mẹ cũng phải đến tầm chắc là đấy, còn lại thế này, những cái cây như thế này này. Nhưng mà nó cũng là cái hàng mà để cho các bạn ấy. Thì là các bạn chọn trước thì, hoặc tôi chọn trước cho khách thì nó sẽ được ấy hơn đây. Các bạn nhìn này. Đây này, hai cây đây này, cây còn lại và cây đánh rồi bán cho khách này. Đây là còn cây này là đẹp. Đây này, mọi người ra này, tránh này. Đấy, nhưng đi trước, đồng trường tiền đi trước thì nói chung là ở một chừng mực nào đấy, tại vì cái dòng này không phải là nhiều. Dòng này không phải quá nhiều à, như bọn bưởi, à bọn quất đi chăng nữa, bọn này cũng phải chục triệu, nói thật. Này, nhìn thấy chưa, con này là đẹp nhất. Con này con đẹp nhất. Ôi ơi, mệt quá, làm gì đây đấy, con này là con đẹp nhất đấy. Tỏ. Quá tỏ luôn. Con này con đẹp nhất. Mình ưng con này lên nắp. Cái gốc nó cũng phải hơn 20 đường kính. Ưng quá ưng con này. Úi xổ. Ừ, nhưng mà hôm nay bà con làm là hơi quá tay. Ấy 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 ấy. Cái dòng này nhá, cái dòng này nó cực kỳ là dòng sai hoa, sai à dòng sai quả. Bây giờ mà vào thuê xe mà chở hết 300 cái quất lồng kéo thôi. Công nhỉ. Kéo rồi. Cho công về đó nó lấy con tự biết. Đi xe đầu kéo thì tác hết lá. Đây quả đây. Làm thông chưa luôn, chưa ăn cái gì này. Quả đây. Quýt đây.
Này, đây này, cho các ông xem này, ăn ăn thoải mái luôn, nhưng không phải là phun phóng gì đâu, nhưng mà cái chính là ở cái vùng đất mà toàn quýt mới quất như thế này thì bà con ăn rất nhiều, anh em ăn rất nhiều. Lục bình thì nói chung là rẻ hơn, bây giờ rẻ hơn, nhưng mà cái vấn đề phải ship mấy cả anh em bán giá lẻ mấy các thứ ấy, thì tôi bảo là như cái dòng này nếu mà anh em ngày xưa thì nó phải rơi vào hơn chục triệu, nhưng bây giờ thì rẻ hơn. Thế mới bảo là cái hàng Tết đi, hàng Tết nó mang tính thời điểm. Tôi ở đây mấy cả, tôi cũng cùng anh em ấy, mấy bà con ấy, thì tôi nắm được giá. Chứ còn đôi khi các bạn ở xa, xong rồi hôm nay các bạn về thì nó rơi vào 20 triệu, nhưng đến hôm sau nữa hoặc 3, 4 hôm sau nữa thì giá lại rẻ hơn. Đấy, quýt đây, quýt lục bình. Cái dòng lục bình này là rất mất công để vít. Đấy, còn cái dòng như kiểu làm kiểu hình chuông này đấy, thì có 200-300 nghìn tiền vít thôi. Công cán thì nó cũng nhẹ hơn. Còn cái dòng này thì nó mất công. Nguyên tiền vít nó cũng đã hơn triệu rồi. Vít đi, hơn ngày rưỡi một người mới vít được một cái cây lục bình như này. Còn nó cũng là quýt thôi, nhưng mà cái hình thức vít đi. Mấy cái thứ hai nữa là vít như thế này thì cái phân khúc khách hàng là nó đã là khác rồi. Đấy, dành cho những người mà thu nhập nó đã cao lên một tí rồi. Đấy, cho nên là cô không phải là sản xuất hoặc là bán ra cho tất cả mọi người được. Còn tôi cũng bảo với mọi người ấy, cố gắng thì xem, xong rồi xem những video này, xong rồi hỏi tại sao mà mình tài giỏi, mình xinh đẹp, mình thế nọ thế kia, mình không bị thối mồm, nhưng mà thu nhập mình vẫn thấp. Những thằng khác mồm nó thối lắm, nhưng mà thu nhập nó lại cao. Còn ở kia còn 6 cây. Nhưng mà chắc là đấy, xong rồi còn đấy chứ nhỉ, chứ làm sao mà đánh thông chưa như này được. Đấy, sản phẩm này đây này, chưa bọc thì nó còn to hơn như này, nó còn đẹp hơn như này. Đấy, nhưng mà đến khi bọc vào đấy này, để cho nó tránh gió rồi các thứ này, quýt đấy à, rất là xài. Chọn cho khách rồi ấy, lại những cái cây như này. Còn cũng làm sao mà ví dụ như là bà con về bà con bán được mấy các thứ ấy. Còn tôi thì những ngày Tết này thì mình cũng ấy lắm, cho nên là cũng hạn chế là cái khách mới, xong rồi tiếp khách rồi thế nọ thế kia, không hiệu quả đâu mà. Cái buổi phát của tôi hoặc là tí nữa video nó ấy thì nó hiệu quả hơn. Đây. Đấy, quýt đấy. Còn cách làm mấy các thứ thì nói chung là các bạn phải kiên trì. Ngày xưa thì bà con vít như thế này là bà con vít như này thì bà con vít được tầm 200-300 nghìn tiền công vít thôi. Vít lục bình thì bà con bảo là vít xong thì bán cho ai. Mà cây ví dụ như 600 nguyên tiền vít cũng 600 rồi, thành 1,2 triệu. Về bà con lại bảo là thế bán cho ai. Đấy, cây nó ban đầu nó cũng chỉ xòe xòa như này thôi, nhưng mà cái dòng mà vít như này thì quả nó sai hơn, cây nó khỏe hơn thì là mới vít. Chứ còn nếu mà để xòe xòa như này thì đúng là bán cho ma thật. Rẻ nhưng mà người ta không vít thì người ta cũng không mua. Đấy, thì khi mà các bạn bỏ thêm 200-300 vào thì từ cây xòe xòa như này thì vít nó thành hình chuông như này thì nó đẹp hơn. Còn cái cây, hai cây mà lên trước thì nó to, nó đẹp. Đấy, cây thế này. Cây này chẳng qua là nó sai hơn cái bọn này và cây nó ấy hơn thôi. Cùng là cái tạng cây như thế, nhưng mà ban đầu nó để xòe xòa như này thì rõ ràng là cũng rất là kén khách. Không, hầu như người ta không mua. Không phải vít nó vào như này thì đấy, người ta thấy nó đẹp. Đấy, bình thường là mọi người không hình dung. Mọi người hay cạnh tranh bằng giá, bằng cái cách ví dụ như thấy một cây như này thì các bạn gửi cho một cái người ta cũng là cái gốc như thế, xong rồi tán hoặc thế nọ thế kia. Các bạn biết làm sao được là riêng cái bọn này nó đã rẻ hơn cái bọn mà uốn chuông này, rẻ hơn cái bọn lục bình bao nhiêu. Đấy, bọn lục bình bây giờ thì nói chung là mấy ngày hôm nay thì là giá rẻ hơn rồi. Ông mua đi cho nó. Đấy, lục bình này, lục bình quýt này. Đấy, thấy chưa, đẹp không? Trước đấy những cái loại này nha, toàn hơn chục triệu, hơn chục triệu. Đấy, tiền lái xe này còn kiêm cả chụp ảnh thế này thì phải trả cao lên thôi. Cây trong kia kìa, hai cây kia kìa, nó mới là cây to kìa. Mà anh em xếp cũng nhanh.
Vừa vào kia vèo được 10 phút đã xếp được 4-5 cây rồi. Còn có 2 khoang thôi, thế là xếp mất 2 khoang rồi. Liệu có được năm sau, năm sau 42 tiếng là tên ơi. 42 tiếng à? Hôm nay không có chậu nữa, tôi phóng thật nhanh kia. Đây. Mệt rồi, mệt rồi, bà con mệt rồi. Hai cây lên rồi là to nhất. Ôi. Đừng té lạ. Nó nặng quá bà con bây giờ không ấy được. Không còn sức như cái thời điểm đầu nữa. Đã dụng đây này, nhìn đây này. Xót không? Chả thấy xót gì. Phí thế. Ăn xem nó thế nào nha. Quýt cổ. Đây. Các ông bảo là hóa chất mấy thế nọ thế kia. Đây nước này. Nhìn thấy chưa? Ăn thì nó không ngọt như cam, nó không chua như, nó không chua như quất. Ăn được gọi ngày Tết mấy các thứ là nhâm nhi bọn này là được, nhưng mà nó không ngọt như cam, nó không chua như quất. Người ta gọi là quýt cổ. Đấy, còn cái dòng vít lục bình này thì là nó mất nhiều công. Và thứ hai là cũng không ra thị trường, nó không có nhiều ấy. Cho nên là cái tệp khách hàng là người ta xác định trước. Tệp khách hàng kể cả như tôi bán là cũng thế. Còn ở trên mạng thì rõ ràng là hỏi rất nhiều, nhưng mà có phải là cái người ta mua được đâu. Anh Thạnh hôm qua anh ấy bảo là chậu 86-90 đấy còn gì. Con này khéo 1 mét cũng được. Con này phải chậu 1 mét chứ. To như thế này cơ mà. Đây, kinh không? Để chụp cái ảnh đó nhá.